Hello, xin chào các bạn, mình là Dương Cờ. Cách đây không lâu mình có xem được một video ca nhạc tên là I Miss You. Trong đó có một phân cảnh có người tự tử. Thấy rất kỳ lạ nên hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem sao. Ok, mình đã xuất hiện ở FG Studio. Và chúng ta cùng giải quyết bí ẩn này. Ok, đến cái thời điểm hiện tại thì có lẽ 90% các bạn ngồi đây đều đã xem cái video này rồi. Tại vì đây video khá là nổi tiếng và chủ yếu nổi tiếng lên vì cái đoạn này cơ. Đây là bài hát I Miss You. Và về cơ bản thì là một bài hát nói về việc là tôi nhớ em, tôi nhớ anh, đại loại là một nỗi nhớ. Nói chung là bài hát rất là dễ thương. Và bài hát này nó sẽ dễ thương và trong sáng như vậy nếu không có cái đoạn 1 phút 41 giây của nó. Bắt đầu từ đoạn 1 phút 41 giây này, chúng ta sẽ bắt đầu thấy điều kỳ lạ. Mình sẽ cho tốc độ chậm lại từ 1 phút 41 đến 1 phút 43 để cho các bạn xem thứ gì đã xảy ra. Thấy không? Đó, một người đang rơi từ bên trên tầng, có lẽ là tầng 5 của tòa nhà rơi xuống. Và đó chính là phân cảnh gây nên rất nhiều tranh cãi. Có hai luồng ý kiến. Một là cho rằng đó là phân cảnh thật. Và lý do vì sao nó lọt vào trong MV ca nhạc này, tại vì là người quay người ta không để ý và khi edit người ta không để ý, nên là vô tình nó lọt vào trong MV. Và hai là những người nghĩ nó là giả, giống như mình. Đó là phân cảnh này được thêm vào MV có chủ đích. Nhưng mà nếu nghĩ nó là giả thì chúng ta lại có thêm hai câu hỏi cần phải trả lời. Một là nó làm giả bằng cách nào? Và hai là mục đích tại sao người ta lại làm giả cái phân cảnh đó? Nhưng mà điều tối quan trọng là chúng ta vẫn cần phải chứng minh đây là giả đã, đúng không? Và để chứng minh đây là giả thì mình có cách. Sau khi tìm hiểu thêm một chút về hình ảnh này cộng thêm sự giúp đỡ từ một vài người bạn nữa thì mình nhận ra rằng đây là một địa điểm ở Đài Loan. Và chính xác thì tên của nó là Cement Red House, là một di tích lịch sử nhà hát nằm ở Đài Loan. Và nhờ có thông tin này, mình quyết định đó là lên Google Street View và đưa các bạn đến trực tiếp địa điểm đã được quay cái MV này. Vâng, và đây chính là nó, đây là địa điểm mà được quay cái phân cảnh MV rất nhiều tranh cãi kia. Trong MV thì chị gái đứng trước tòa nhà màu đỏ này và người tự tử thì đang nhảy xuống từ tòa nhà màu trắng trên kia. Nếu như phóng to và chú ý kỹ vào phần này trong MV thì các bạn có thể thấy được là cái người tự tử nhảy xuống và rơi ra phía trước cái biển có tên là Home High Phi. Đó, vậy thì chúng ta hãy cùng đến từ cái biển đó xem. Rồi, đây chính là cái khung cảnh mà người này rơi xuống, chính là cái biển Home High Phi này. Và các bạn thấy cái điều gì kỳ lạ đây chưa? Đó là rõ ràng cái biển Home High Phi này ở cách khá xa cái tòa nhà kia. Không thể nào một người nhảy từ trên tòa nhà này xuống mà lại có thể xuyên qua cái biển này được. Điều này chính là thứ đã chứng minh là nó là giả. Và tất cả những thứ này được dàn dựng. Bây giờ hãy cùng trả lời câu hỏi thứ hai là nó dàn dựng như thế nào. Thực ra thì cái dàn dựng này cũng khá đơn giản thôi. Chỉ cần có một chút kiến thức về editing là các bạn hoàn toàn có thể tạo nên một video tương tự. Đầu tiên mình lấy video một người đang rơi từ trên xuống trên cái phông nền xanh. Sau đó thì mình sẽ lọc bỏ hoàn toàn phông nền xanh này đi bằng Uchaki. Đó, ok chưa? Sau đó thu nhỏ người này lại đủ xa để không ai nhận ra. Sau đó mình sẽ giảm độ sáng người này xuống để nhìn cho nó có vẻ mờ mờ ảo ảo. Đây, sau khoảng 2 phút ngồi linh tinh thì mình có tác phẩm đó là hai người cùng nhảy cho vui. Yeah, thế. Đó, đấy chỉ là mình là một đứa editor nghiệp dư với chỉ 2 phút bỏ ra. Thử hỏi nếu một editor chuyên nghiệp thì họ có thể làm nó giống thật đến mức nào. Bây giờ chứng minh đó là giả mạo và giả mạo kiểu gì rồi. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là tại sao lại giả mạo? Thì câu trả lời duy nhất mà mình có thể nghĩ ra được là có lẽ là để câu view. Tại vì trên cả cái kênh Red People này thì riêng cái bài hát đấy là bài hát nổi tiếng nhất. Không hoàn toàn là về ý nghĩa hay là vì giai điệu bài hát, mà nó nổi tiếng tại vì có cái phân cảnh 1 phút 41 giây đó. Tìm hiểu thêm một chút thì hóa ra bài hát này được sáng tác bởi một YouTuber người Malaysia tên là Namewee. Và YouTuber này nổi tiếng với các vụ lùm xùm đã từng có lần bị bắt vì là xúc phạm người Hồi giáo. Vậy nên không có gì làm lạ khi mà người ta hoàn toàn có thể tạo nên một video có vẻ rất trong sáng, thêm vào một phân cảnh gây tranh cãi rồi sau đó thổi bùng cái tranh cãi lên để thu về lượt view. Và đương nhiên người ta chẳng có tội gì cả. Đất chỉ bảo tôi không biết đâu, tự nhiên nó có ở đấy đấy chứ. Và giả chính là kết luận cuối cùng về hình ảnh người tự tử trong video ca nhạc I Miss You. Tuy nhiên có một thứ là thật, đó là áo ZFG kỷ niệm phiên bản Tết chỉ bán một lần trong đời. Còn 6 ngày nữa thôi là sẽ hạn. Mua ngày không nó sẽ bay. Link sẽ đặt dưới mô tả. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở sau. Nếu có bất kỳ ý kiến gì hãy để lại nó dưới phần mô tả và mình sẽ giải đáp nó sớm nhất có thể. Và đừng quên đăng ký để nhận được những video sau mới nhất. Tạm biệt các bạn và gặp lại. Mình là Dương Cờ. Bye bye.